quý vị, chào mừng quý vị cùng đến với trận cầu siêu chủ nhật đầu tiên của mùa giải. Đây là trận đấu đáng chú ý nhất của vòng đấu này. Hai đội bóng vào lúc này đều đang có một phong độ được cải thiện rõ rệt ở trong mùa giải năm nay. Họ tốt hơn qua từng trận để lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Chính thức diễn ra. Đường chuyền. Kovacic. Lindelof. Đội cũ. Xử lý rất hay. Bóng đã đi hết đường biên, ném biên cho đội chủ nhà. Bernardo Silva, Bruno, Phil Foden, Erling Haaland, Doku, Bruno. Người thành công. Rất đẹp. Bóng đá bây giờ là câu chuyện của tỷ số, của giành được ở trên sân cỏ, chứ không phải là câu chuyện xây dựng đội hình như thế nào và làm được gì ở những buổi tập. Lại thêm một pha đánh chặn cực chuẩn xác nữa. Kovacic rất thoáng, dứt nữa không được. Chiêu thức cực kỳ đặc biệt. Quả bóng đây. Kovacic. Một tình huống giải vây. Rất khó khăn. Nathanake. Đội chuyền lý tưởng tốt. Trọng tài đã thổi phạt lỗi việt vị. Phản công. Quá tự tin với khả năng xử lý độc lập của mình. Chủ động. Không được. Cơ hội phản công. Không được. Casemiro.
Scott McTominay. Anthony. Không được. Không được. Harry Maguire rất khỏe, đường truyền dài tốt và cắt bóng tốt, đường truyền rất hợp lý. Không được. Những pha đi bóng tốc độ. Phía phố đơn, đường truyền hay. Rồi rất đẹp, rất đẹp. Đó là một tình huống mà họ phải trả giá bằng một bàn thua. Trong một trận cầu như thế này thì những sai lầm kiểu như vừa rồi là vô cùng tai hại. Mọi thứ diễn ra cho lúc này nghĩa là gọn gọn trong hai từ mãn nhãn. Không phải là một trận đấu ở một tốc độ quá cao, nhưng mỗi khi cần phải tăng tốc, mỗi khi cần phải chứng tỏ được năng lực của bản thân thì các cầu thủ ở trên sân gần như đều làm được điều đó. Rất khỏe. Không được. Bernardo Silva. Phil Foden. Không được. Wan-Bissaka. Bóng dài. Không khác mấy so với những tình huống từ đầu trận đến giờ và ở giải năm nay nữa. Rất thoáng. Không được. Lại chậm mất rồi. Rất khỏe. Đôi. Rất đẹp. Lựa chọn để trở thành tác giả của bàn thắng. Những con mắt đúng chỗ và dứt điểm. Đúng nhịp. Một pha xử lý hoàn hảo. Không thể chê vào đâu được. Rất gọn gàng. Kinh nghiệm và sự lạnh lùng đã vượt trội tất cả những pha bóng vừa rồi. Thực sự đang chịu trận. Họ gần như không thể cầm bóng ở khoảng 10 phút vừa qua ở trận đấu. Mỗi khi có bóng họ phải đá bóng lên rất nhanh để rồi nó mất đi. Đường truyền mang quá nhiều thách thức. Không được. Cơ hội phản công. Anh không biết truyền như thế nào và cũng không biết là phải làm gì tiếp theo cả. Bernardo Silva. Đường truyền. Dứt điểm. Với những tình huống viên thì họ vẫn đang chết lặng. Và bây giờ thì họ thở phào. Vào khi mà quả bóng đã rời xa khung thành của họ là những tình huống áp sát rất nhanh. Vậy là hiệp đấu đầu tiên đã khép lại. Chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai xem trận đấu sẽ diễn ra theo chiều hướng như thế nào. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ ít phút. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi xem những gì sẽ diễn ra phía trước. Chắc chắn là nó sẽ rất hấp dẫn. Cắt bóng tốt. Lúc so. Không được. Đỗ phù. Phiêu phô đơn. Thế đeo. Không được. Một tình huống hú vía của vào ngực. Một pha che người và xoay người dứt điểm. Rất ấn tượng. Kovacic. Đó là những tình huống phạm lỗi cần thiết để khiến cho quả bóng không đến gần với khu vực nguy hiểm. Nathan Ake. Đỗ phù. Lại thêm một pha mất bóng. Đội bạn đá quá quyết liệt.
Rất tiếc là quả bóng đã trôi đi trong sự nuối tiếc của cổ viên về một tình huống xử lý kỹ thuật. Quả bóng chưa đủ xoáy để đi vào khung thành, tiếp tục được đưa sang bên phải. Phía Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, qua người quá dễ dàng. De Bruyne! Một tình huống tấn công chuẩn mực, một pha dứt điểm nhạy cảm, đúng bài. Nó đơn giản như vậy thôi, chúng ta không thể cảm thấy được bất cứ một sự can thiệp nào đến từ hàng phòng ngự. Và tôi muốn thấy khuôn mặt của đội tuyển Đức đang bắt đầu trận khá dài, người muốn đá chính ngay từ đầu, nhưng ngay từ đầu hay vào từ bàn ghế dự bị thì cho quan trọng thi đấu, quan trọng là ghi bàn. Mark Rashford, Phil Foden, không được. Scott McTominay, rất chủ động. Một chuyện rất hợp lý. Phil Foden mở biên. Không đủ quân số. Không được. Phil Foden, Kevin De Bruyne cực kỳ nguy hiểm. Xin chúc mừng, dù anh đã phải rời sân sớm nhưng những gì anh đã để lại ở trên sân là cực kỳ ấn tượng. Không được. Mark Rashford, Luke Shaw, Mark Rashford, một đường chuyền có phần hơi cầu thả, mất bóng rất nguy hiểm. Bây giờ là lúc mà họ bị vội và tất nhiên là sẽ có những tình huống vào bóng năm ba năm thua. Bruno cũng tra đi bóng tốc độ. Doku thả bóng hợp lý. Thôi rất cho ngang. Dứt điểm. Có lẽ là những cổ viên đã thoát tim ở tình huống vừa rồi khi thấy quả bóng đổi hướng. Rất may là nó đã không đi vào khung thành. Không vào. Thực sự đáng tiếc. Quá đáng tiếc khi mà khung thành đã mở rộng. Đường chuyền thông minh, cơ hội phản công. Kevin De Bruyne, Phil Foden, cơ hội để đối mặt thủ môn rất thoáng. Alvarez, một bàn thắng có thể làm hài lòng cả những người khó tính nhất và hoàn toàn được chấm điểm 10. Bàn thắng tiếp tục lại đến ở một khoảnh khắc mà người ta không thể ngờ. Thank you.
Và bây giờ sẽ là sự điều chỉnh nhân sự. Lindelof. Wan-Bissaka. Vẫn là những đường bóng dài sang hai biên, không khác gì mấy so với lối chơi của đội này qua những cuộc so tài ở vòng đấu bảng. Không được. Julian Alvarez. Kevin De Bruyne. Cú pha chuyển biên rất vội. Không được. Lindelof. Harry Maguire. Cú chuyển rất hợp lý. Bruno Fernandes. Martial. Rất khỏe. Và tăng tốc quen thuộc. Julian Alvarez. Không được. Cơ hội phản công. Đường truyền vượt tuyến, lựa chọn an toàn và hoàn toàn hợp lý. Lindelof. Wan-Bissaka. Casemiro. Harry Maguire.